Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 6 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm nay một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nước ta. Trong 24 giờ tới, không khí lạnh mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn miền Bắc và lan xuống khu vực Bắc Trung Bộ, gây mưa cho các tỉnh thành này. Nền nhiệt giảm nhẹ, ở tại vịnh Bắc Bộ thì có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trong khi đó, phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời hơi nhiều mây và chỉ xuất hiện mưa rào nhẹ. Đêm về sáng thì nhiệt độ giảm dần nên trời lạnh, tuy nhiên sau khi mà trời lên thì thời tiết lại ấm áp hơn. Vùng cao Tây Nguyên thời tiết khá khô ráo, một vài nơi thì có thể xuất hiện mưa rào nhẹ thoáng qua, trời lạnh vào ban đêm do nhiệt độ xuống khá thấp, ở vào mức dưới 20 độ, ban ngày trời nắng nên nhiệt độ cũng tăng lên. Nhìn chung thì thời tiết rất dễ chịu cho sức khỏe của người dân và du khách. Tại khu vực Nam Bộ đang đi dần vào cao điểm của mùa khô, do vậy trời hầu như không mưa, dưới tác động xa của không khí lạnh nên thời tiết Nam Bộ còn dịu mát trong giai đoạn này. Nhưng mà trời hanh khô do độ ẩm trong không khí khá thấp. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Tại khu vực vùng núi Tây Bắc, trời nhiều mây có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ có xu hướng giảm khiến trời rét sâu hơn. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày không quá 15 độ. Tại Tam Đảo, nhiệt độ chỉ dao động từ 11 đến 16 độ. Và tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 12 độ và cao nhất là 24 độ. Do đó, quý vị và các bạn khi mà tới những điểm du lịch tại đây thì cần chú ý trang phục phù hợp để chuyến khám phá núi rừng được trọn vẹn. Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường mới thì thời tiết các điểm du lịch thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ như tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng cũng nhiều mây có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù và trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 17 độ và cao nhất phổ biến ở vào khoảng 22 đến 23 độ. Không chỉ ảnh hưởng đến miền Bắc, không khí lạnh cũng tràn xuống và gây mưa cho khu vực Bắc Trung Bộ. Tại Sầm Sơn và Phong Nha - Kẻ Bàng và thành phố Huế, trời khá nhiều mây có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù trời lạnh. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động không nhiều, thấp nhất là từ 20 đến 22 độ và cao nhất chỉ ở vào khoảng 23 đến 25 độ. Thời tiết các điểm du lịch thuộc khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân duy trì trạng thái mây thay đổi có mưa vài nơi, đêm và sáng trời se lạnh, ngày nắng gián đoạn. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 21 đến 22 độ và cao nhất là 27 độ. Riêng tại Bà Nà do có yếu tố ở vị trí cao nên nhiệt độ thấp hơn, duy trì ở mức từ 15 đến 22 độ. Nên khi tới tham quan tại đây thì quý vị nên chú ý trang phục để đảm bảo cho sức khỏe. Đối với các khu du lịch biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết vẫn đang trong trạng thái ổn định. Ban đêm thì trời hầu như không mưa, ngày nắng với cường độ vừa phải. Tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ và thấp nhất về đêm thì ở vào khoảng 24 đến 25 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ lên đến khu vực vùng cao Tây Nguyên. Tại Pleiku không mưa, trời lạnh, ngày nắng ấm với nhiệt độ phổ biến là từ 17 đến 29 độ. Buôn Ma Thuột thì thời tiết cũng khô ráo, trời lạnh về đêm và ấm áp vào ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 19 độ, cao nhất là 31 độ. Tại Đà Lạt có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm thì trời khá rét với nhiệt độ chỉ từ 14 đến 24 độ. Thuộc khu vực Nam Bộ nên tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh duy trì mây thay đổi không mưa, ngày nắng và hanh khô, nên trong quá trình đi du lịch cắm trại ở những khu vực nhiều cây, quý vị và các bạn nên lưu ý cẩn thận trong sử dụng lửa để tránh hỏa hoạn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở vào khoảng 24 đến 26 độ và cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Không khí lạnh về thì cũng sẽ khiến cho gió đông bắc trên các vùng biển phía nam tăng dần về cường độ, nhất là tại khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, nên tàu thuyền thì cần chú ý đề phòng gió mạnh khi mà lưu thông ở đây. Tại Côn Đảo, mây thay đổi, không mưa, gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển hơi động. Nhiệt độ trong ngày khoảng từ 26 đến 30 độ. Tại Phú Quốc, mây thay đổi, không mưa, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường. Nên các tàu thuyền thì có thể yên tâm hoạt động. Nhiệt độ phổ biến ở vào mức 24 đến 31 độ. Thưa quý vị, chắc hẳn nói đến Phú Quốc là du khách sẽ nghĩ ngay đến một hòn đảo nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang với quần thể các thắng cảnh nổi tiếng. Trong đó thì vườn quốc gia Phú Quốc là một địa chỉ hấp dẫn đối với du khách. Đến đây, quý vị sẽ có dịp chinh phục và khám phá đỉnh núi Chúa ở độ cao 565m, được coi là nóc nhà của Phú Quốc. Và đứng trên đỉnh núi Chúa, quý vị có thể ngắm nhìn không gian mênh mông, bao la và rộng lớn, khung cảnh đầy thơ mộng, trữ tình của thiên nhiên. Đến đây thì bản tin thời tiết du lịch ngày 6 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những chuyến tham quan thật trọn vẹn.